Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải đề thi Excel cơ bản của tin học văn phòng. Vào câu 1. Điền vào cột đơn giá. Ta thấy đơn giá được cấu thành từ hai bộ phận là ngày và mã. Vậy thì kết hợp hai hàm if và VLOOKUP bằng nếu if mã sản phẩm bằng mở ngoặc A 100 đóng ngoặc kép lại thì sẽ dò VLOOKUP. Chị dò là ngày. Bạn dò quét với A100 F4 phải. Cột trả về là cột thứ hai. Cách dò tương đối. Với số thứ ba ta sẽ dùng if. Nếu mã sản phẩm bằng mở ngoặc B125 thì sẽ dùng VLOOKUP. Tỷ giờ là ngày. Vào web bản dò web tới B125 F4 7 cột trả về là cột thứ ba, cách dò tương đối. Đối số thứ ba của cái F thứ hai sẽ dùng VLOOKUP vì chắc chắn là B145, cho nên khỏi cần nếu B145 sẽ dò thẳng VLOOKUP luôn. Tỷ dò là ngày. Bảng dò F4 7 cột trở về là cột thứ tư, cách dò tương đối. Thành tiền bằng đơn giá nhân số lượng. Lưu lại. Sang câu thứ hai. Trị giá bằng đơn giá nhân số lượng. Tính giảm giá. Nếu số lượng lớn hơn 30 và bán trong tháng 2 thì giảm 5%. Trị giá ngược lại, nếu số lượng lớn hơn 10 hoặc mặt hàng là điện tử thì sẽ giảm 3% bằng nếu. Ở đây hàm và giữa hai vế thì ta đặt hàm và là men đặt trước. Số lượng lớn hơn 30 bán trong tháng 2 ta dùng hàm men của ngày này để lấy tháng ra và so sánh.
bằng 2. Thì 5% tỷ giá, 5% nhân tỷ giá. Yếu số thứ ba, nếu số lượng lớn hơn 10 hoặc mặt hàng là điện tử thì ta dùng hàm OR và đặt trước hai vế này. Số lượng lớn hơn 10, mặt hàng là điện tử ta thấy mặt hàng TV ứng với điện tử, vậy thì mặt hàng TV sẽ là điện tử. Mặt hàng bằng mở ngoặc TV đóng ngoặc lại thì sẽ trả về 3% nhân tỷ giá. Ngược lại sẽ là không. Thành tiền bằng tỷ giá trừ giảm giá. Thu lại. Câu 3, tên sản phẩm. Đối với bài này ta thấy hai ba cột và hai ba hàng gộp lại chung một cột một hàng thì ta sẽ sửa lại hoặc là copy những cái cần dùng đến bỏ sang ô trống tiếp theo để tránh tình trạng gộp ô gộp hàng. Ở đây tên sản phẩm sắp xếp theo hàng cho nên ta sẽ dùng hlookup. Tỷ giò là mã sản phẩm. Bảng giò sẽ quét mã sản phẩm và tên ở set 2. F4 phải trở về bảng số lượng. Cột trở về sẽ xóa cái bảng số lượng như gì đây. Cột trở hàng trở về sẽ là hàng thứ hai. Cách dò chính xác. Đơn giá. Ta thấy đơn giá được cấu thành từ hai bộ phận, đó là ngày và tên và mã sản phẩm. Vậy thì sẽ dùng hàm if và VLOOKUP. Bằng nếu mã sản phẩm bằng VNA thì sẽ dùng VLOOKUP. Tỷ giò là ngày, bảng giò sẽ quét từ ngày tới VNA. F4 7 cột trở về là cột thứ hai, cách dò tương đối. Đúng rồi. Đối số tiếp theo sẽ dùng hàm if tiếp. Nếu mã sản phẩm bằng abort
thì sẽ dùng VLOOKUP. Chỉ dò là ngày phải bản dò theo web tới abort F4 phải cột trả về là cột thứ ba F dò tương đối cái đối số cuối cùng trong F thứ hai sẽ dùng F tiếp. Nếu mã sản phẩm bằng mở ngoặc alpha đóng ngoặc lại sẽ dùng VLOOKUP trị dò là ngày bản dò sẽ quét tới alpha F4 phải cột trả về là cột thứ tư cách dò tương đối đóng ngoặc lại và vế cuối cùng trong clip sau này sẽ dùng VLOOKUP để dò cho RUMET. Trị dò là ngày bán bản dò sẽ kéo qua domain F4 phải cột trả về sẽ là cột thứ năm cách dò tương đối đóng ngoặc lại trị giá bằng đơn giá nhân số lượng với trường hợp đơn giá được cấu thành từ ngày bán và mã sản phẩm thì dùng kết hợp hai hàm là if và VLOOKUP. Nếu sử dụng mã sản phẩm làm cho hàm if thì ở đây có 4 mã sản phẩm thì dùng 3 if tương ứng với 3 mã sản phẩm, còn một mã sản phẩm cuối cùng sẽ làm cái vế cuối cùng của if thứ ba lưu lại. Thành câu thứ tư đơn giá tên vàng được sắp xếp theo hàng ta sẽ dùng VLOOKUP HLOOKUP trị dò là mã vàng bản dò sẽ quét mã vàng và tên vàng F4 phải hàng trả về sẽ là hàng 2 cách dò chính xác đơn giá được cấu thành từ
Hai bộ phận đó là ngài và mã vàng, cho nên sẽ kết hợp hai hàm if và vlookup. Ở đây dùng mã vàng cho hàm if để dễ hơn, bằng nếu mã vàng bằng mở ngoặc 14k bản dò sẽ quét từ ngày qua 14k F4 phải cột cả về là cột thứ hai, cách dò tương đối là một. À, đây quên dùng vlookup. Vlookup tỷ giờ là ngày, bảng giờ sẽ quét từ ngày qua 14k F4 phải cột cả về sẽ là cột thứ hai, cách giờ tương đối một. Đối với giờ vlookup hay là hlookup giờ theo ngày tháng thì thường sẽ là cách dò tương đối một. Với cuối cùng của ít thứ nhất ta sẽ dùng ít tiếp. Nếu mã vàng bằng mở ngoặc 24k thì sẽ dùng vlookup. Vlookup tỷ giờ là ngày, bảng giờ sẽ quét từ ngày qua 24k F4 và 20 đơn giá của 24k nằm ở cột thứ tư. Bán dò F4 phải cột trả về sẽ là cột thứ tư, cách dò tương đối. Nếu mã vàng bằng mở ngoặc 18k thì sẽ dùng vlookup. Tỷ giờ là ngày, bảng giờ sẽ quét từ ngày qua 18k F4 phải và đơn giá hơn 18k nằm ở cột thứ ba, cách dò tương đối. Và với cuối cùng của cái if này sẽ dùng vlookup dò cho SDC. Tỷ giờ là ngày, bảng giờ ta sẽ quét từ ngày qua SDC F4 phải cột trả về sẽ là cột thứ năm, cách dò tương đối. Giảm giá, nếu ngày bán trong tháng 10 và đúng vào ngày chủ nhật thì giảm 10%. Nếu ở đây dùng hàm và thì hàm và là hàm mềm sẽ đặt trước hai vế ngày bán trong tháng 10, ta sẽ dùng hàm mân để lấy tháng ra.
Mình của ngày bán để lấy tháng ra và so sánh với bằng 10. Cái vế thứ hai của hàm hèn, đúng vào ngày chủ nhật thì ta sẽ dùng hàm with d để lấy ngày chủ nhật và so sánh ra. With d của ngày bán, Serivimber là cái ngày giò, ngày giỏi đây sẽ là ngày bán. Với thứ hai sẽ là cách dò thông thường. Thông thường cách dò sẽ là một, tương ứng với một là chủ nhật, hai là thứ hai, ba là thứ ba, vân vân. Đóng ngoặc lại và so sánh với chủ nhật. Chủ nhật ở đây là một. Đóng ngoặc cho hàm hèn này lại. Thì giảm 10%, 10%. Nếu số lượng bán từ 1.000 trở lên thì giảm 15%. Với cuối cùng của ít thứ nhất là sử dụng ít tiếp. Số lượng bán từ 1.000 trở lên là lớn hơn hoặc bằng 1.000 thì giảm 15%. Ngược lại không giảm giá. Trị giá bằng số lượng nhân 1 trừ giảm giá. Trị giá bằng số lượng nhân đơn giá nhân mở ngoặc 1 trừ giảm giá. Chúng ta sẽ lưu lại. Sang câu thứ 5. Đơn giá được cấu thành từ ngày và bốn cái mã. Vậy thì sẽ kết hợp hàm if và hàm vlookup. Mã dùng cho hàm if thì sẽ dễ hơn. Bằng nếu ở đây ta sẽ lấy mã hàng ra trước. Trong loại hàng thì gồm có mã hàng và số lượng. Ta sẽ lấy loại mã hàng ra. Mã hàng nằm ở vị trí bên trái và số lượng nó không giống, số lượng ký tự không giống nhau. Cho nên ta sẽ dùng hàm len để đo độ dài ký tự của cái chuỗi này và trừ đi 4 ký tự sau cùng là gạch và 3 số của số lượng, sẽ ra số lượng ký tự của những cái mã hàng ở trước. Và dùng hàm let để dò lấy ra mã hàng let của cái chuỗi này. Số ký tự lấy là dùng hàm len trừ cho 4 rồi.
Và ta sẽ dùng như sau. Nếu nếu mã hàng led này bằng data thì sẽ dùng VLOOKUP. Nếu mã hàng bằng mã hàng này vừa hàm lép rồi, mở ngoặc data thì sẽ dùng VLOOKUP. Trị dò sẽ là ngày. Bản dò sẽ quét từ ngày qua data và đơn giá ở data sẽ nằm ở cột thứ ba. F4 lại phải cột trở về sẽ là cột thứ ba. Cách dò tương đối nếu nếu mã hàng bằng DVD ta sẽ copy cái chuỗi này. Nếu mã hàng bằng DVD DVD thì sẽ dùng VLOOKUP. Trị dò sẽ là ngày. Bản dò ta sẽ quét xem DVD và đơn giá của DVD nằm ở cột thứ 5 F4 phải cột thứ 5 cách dò tương đối. Đúng rồi.
Ở đây ta sẽ dùng hàm ít tiếp. Nếu mã hàng, copy cái này, bằng VCD thì ta sẽ vào VLOOKUP. Thì giờ vẫn là cái F4 chúng ta. Nếu không đủ thì chúng ta sẽ copy. Bản dò. F4 phải. Cột trở về sẽ là cột thứ 3, các giò tương đối, và cái cuối cùng tất nhiên là sẽ CD. Thì ta sẽ dùng với lookup. Chỉ giò vẫn là cái F4 này. Bản dò F4 phải CD là mở cột thứ hai, trả về cột thứ hai, các dò tương đối. CD là 2, data là 3, PCD là 4, CPD là 1,5. Thành tiền. Bằng số lượng nhân đơn giá. Ghi chú, nếu số lượng bán hơn 500 thì là bán nước chảy, nếu số lượng bán từ 100 đến 500 thì là bán chảy, còn lại là bán thế quá. Bằng nếu số lượng lớn hơn 500 thì là bán rất chạy. Nếu số lượng từ 100 đến 500 bằng nhỏ hơn
một trăm. Nhỏ hơn bằng số lượng nhỏ hơn bằng 500. Thì sẽ là bán chạy. Còn ngược lại là bán ế quá. Ở đây nếu số lượng lớn hơn 500 đây thì lớn hơn 100 thôi. Số lượng lớn hơn 100 nếu số lượng lớn hơn 500 thì bán nó chạy, còn lớn hơn 100, lớn hơn 100 sẽ là bán chạy. Nếu như lớn hơn 100 và lọt qua chỗ lớn hơn 500 thì nó sẽ trả về bán chạy, còn nếu như lớn hơn 100 mà còn nhỏ hơn 500 thì trả về bán chạy, còn nhỏ hơn 100 nữa thì sẽ là bán ế quá. Ta sẽ lưu lại. Sang câu thứ 6. Số ngày. Thiết lập công thức tính số ngày, nếu ngày đi trùng ngày đến thì tính là 1. Bằng nếu ngày đi bằng ngày đến thì trả về 1, còn không thôi là ngày đi trừ ngày đến. Giảm giá. Nếu loại phòng là 1 hoặc loại phòng là 2. Nếu loại phòng là 1 hoặc loại phòng là 2 thì số ngày bán trên 30 thì giảm. Mười phần trăm. Có nghĩa là nếu loại phòng là 1 hoặc loại phòng là 2 và số ngày bán trên 30 thì giảm 10%. Ở đây ta sẽ dùng hàm để lấy loại phòng ra trước, bằng len của chuỗi này để lấy độ vào chuỗi, trừ đi cho 4 ký tự cuối là ra số ký tự đầu của loại phòng. Dùng hàm let của chuỗi này
Số ký tự đấy là dùng thằng lên rồi. Nếu nếu loại phòng bằng một hoặc hai, hoặc ta sẽ đặt ra đây loại phòng bằng hai và số ngày trên 30 thì giảm 10%. And sẽ đặt ở đây. Ở đây và thằng em nó sẽ bao gồm số ngày và cái loại phòng này luôn, bao gồm cái ORL luôn. Số ngày trên 30 thì giảm 10%. Nếu loại phòng là 3 và số ngày trên 60 thì giảm 5%. Nếu loại phòng và phòng thì copy hàng bằng 3 và số ngày trên 60 ta sẽ dùng hàng ngàn. Số ngày sẽ copy theo 4 trên 60 thì sẽ giảm 5%, ngược lại là không giảm. Đặt một vào trong ký tự, hai người cũng trong ký tự, trong giá chết, ba người trong giá chết. Tiền trả bằng số ngày nhân đơn giá nhân 1 thì giảm giá.
thật để coi lại cái giảm giá này. Chúng ta sẽ lưu lại sang câu thứ 7.